đấy chính là mình làm như thế mình bắt được này đúng không, chơi này nhắc nhở nhiều lần rồi nhưng mà chưa rút được kinh nghiệm gì đâu. Tôi cũng xin phép xin lỗi vì thật sự là lúc nhận chú vào không thấy thì mỗi ba anh em chơi với nhau những người này là hoàn toàn không liên quan, ngồi hẳn bên trên không phải ngồi đâu, nó ngồi đâu ta không biết, ngồi trong cái sòng bạc nhưng mà không biết. Nhưng mà sao chùa lại chứa chấp các thành phần, các em có phải là sư ở đây sao ở đây đến tận 12 giờ đêm ở đây các em đây ba cô con gái mặc quần như kia ở đây ở với sư ở đây qua đêm đến 12 đêm là không chấp nhận được. Thế bây giờ ở trong xóm mà có thành mà mất cắp ở đâu người ta bảo là đang đuổi trộm này cho giúp vào đây ba đứa ở đây thì nghĩ là sao? Con ở đây rất nhiều lần rồi chứ không phải là một lần này. Không, anh thì con báo chú về tạm chú tạm vắng rồi. Còn những người này thì mày tạm chú tạm vắng. Đúng không? Con có tên rồi. Phải có tên tạm chú vắng xong mày có bao người đấy mày làm gì? Đấy là ba con ba cô đã ở đây đến 12 giờ đêm này. Là con sai. Mày chủ đúng không? Hả? Không ba cô đã ở đây 12 giờ đêm để làm gì? Hả? Thay con quảng áo. À, hai em sư trẻ trẻ đúng không? Ba cô gái đây với hai em với ba anh sư thưa với anh là đây là những sinh viên là hôm nay là về dọn dẹp chùa thì lại chơi thì đây đang tổ chức ở đây em có báo cáo gì với chính quyền xóm không? Đây là bọn em đến lần chơi 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 vui đến tầm khoảng 12 giờ là các em nó đi về trên Thái chứ không chơi mãi rồi anh chơi bằng tiền không? Chơi bằng tiền và bên hiện trường. Ba em mặc zip ở đây như này hai ba sư thầy hả? Mình nhận đánh tiền thì đánh bạc đâu sư ở với gái qua đêm đúng không? Em bọn em không ở qua đêm. Thế đây thì 12 giờ đêm là đến là sang ngày hôm sau chả qua đêm thì còn thế nào nữa? Bây giờ là 12:04 rồi. Vâng nhưng mà hả? Thế bây giờ có ai có cái chỗ nào gọi là con gái ở với sư đến 12 đêm không? Thôi nhưng mà thật sự thì anh nói ở qua đêm bọn em thì còn quần áo và đang thế anh hỏi với các em bây giờ sư một chỗ. Bây giờ sư là cái đã gọi là đi tu đi tầm sư học đạo là cái vô ngã đã không như không màng danh nợ cái gì, con gái là tuyệt đối là kiêng. Thế tại sao bây giờ có ba cô con gái ở đây với sư đến tận 12 đêm? Anh chỉ hỏi mỗi thế thôi. Hả? Nhưng mà đâu phải là cái gì gọi là quan hệ hay là cái gì là... Không biết quan hệ như bây giờ trong phòng nha có ba cô con gái cộng với ba sư với một anh em thế không làm bây giờ giải thích cái gì bây giờ giải thích cái gì không lấy bài không biết rồi có được sao rồi việc của mình là nó xong các cháu nhận rồi không sao những bài nó nhận rồi không sao.